Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Nhà Đẹp Dùng Gian. Thì hôm nay trước khi vào chi tiết của căn nhà thì em sẽ quay cho cả nhà mình xem được cái môi trường sống xung quanh, cảnh quan như thế nào, đường xá ra làm sao. Thì nhà của mình hiện tại thì đang có một cái vị trí cũng như là đường xá cực kỳ đẹp luôn. Ở mặt tiền trước và mặt tiền sau của nhà mình đều là đường nhựa 6m và có lề là 1,5m và thể hiện trên sổ hồng riêng của nhà mình luôn. Thì nhà mình nằm ở cái vị trí là sát bên chợ Cầu Tràm và gần khu đô thị 562, một cái khu đô thị vô cùng sầm uất và xinh đẹp luôn. Thì ở đây thì mình đi chợ thì chỉ mất chắc 2-3 phút thôi, mình có thể sáng mình có thể tản bộ đi chợ luôn, rất là không khí rất là trong lành luôn ha. Khu vực này là khu vực ven, vùng ven của thành phố cho nên được cái không khí vô cùng mát mẻ và trong lành, khí hậu thì cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà cả nhà mình thấy là xung quanh đây là hàng xóm của mình ha, đây là một khu phố mình thấy rất là nhiều mảng xanh, mỗi nhà thì tô điểm cho mình một cái cây xanh khác nhau và một cái khu phố cực kỳ đẹp luôn, và chỉ có người dân ở trong đây mới lui tới thôi cho nên là không có nhiều khói bụi của xe cộ. Và nhà này thì nằm cái trục mình ra ngoài vài trăm mét thì 200-300 mét thì sẽ tới trục đường chính là đường Đinh Đức Thiện nói dài, gọi là đường 826 ha. Và mình đi qua cầu Rạch Tràm thì rẽ phải thì sẽ vào đến căn nhà của mình. Nhà của mình thì có diện tích là ngang 4, dài 20 và có theo kiểu thiết kế là mái thái, thì rất là cao trần luôn, cao ráo thoáng mát. Và gia đình mình nếu mà đang có nhu cầu tìm nhà thì thử trải nghiệm cái khu vực này là cực kỳ lý tưởng cho gia đình mình sinh sống ở đây ha. Em rất thích cái khu vực này luôn, được quy hoạch cái khu dân cư, đường thông thoáng nè, rộng rãi và có nhiều cái không gian để mình có thể sinh hoạt luôn, có thể trồng cây luôn nè. Và đây là căn nhà của mình nằm ở kế bên căn gốc, thì căn gốc ở ngoài kia là coi là tiệm thuốc tây, còn ở phía sau nhà mình là một cái tiệm tạp hóa ha. Và sát bên đây thì ra đường 826 thì mình sẽ có trường học 4 cấp cho mình luôn, mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, và có chợ nè, trường học cũng như là phòng khám đa khoa, tiệm thuốc tây, đó, đầy đủ các tiện ích cho gia đình mình có thể dễ dàng sinh hoạt. Và ở đây thì nhà mình có diện tích ngang 4 và 20, có một trệt một lầu và có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ha. Đầu tiên thì trước khi vào nhà thì nhà mình có một cái sân nhỏ ở đằng trước. Và sân của mình thì có chiều sâu vô bên trong là 3,5m ha. Và cánh cổng ở bên ngoài thì là sắt hộp sơn màu đen. Và em cũng thêm thông tin là nhà của mình cửa chính thì ở hướng Bắc và cửa sau ở hướng Nam ha. Nhà mình đang có một cái khoảng sân ở đằng trước rất là thoáng. Nếu gia đình nào mình có nhu cầu thì mình sau này mình có thể làm cái mái che ở trên. Không thì mình có thể để như vậy để đón được ánh nắng tự nhiên ha. Cũng rất là tốt cho sức khỏe của gia đình mình. Cái sân này thì mình có thể để được bàn tiệc nè. Rồi mình có thể để xe máy rất là thoải mái khi có khách khứa đến nhà. Còn cái thềm ở ngoài thì mình có thể trồng cây như nhà hàng xóm, rất là thoải mái. Trong khu phố này thì chỉ có người dân ở trong khu phố này sinh sống thôi, không có người ngoài đi qua đi lại nhiều, cho nên mình có thể yên tâm là cái lề cũng rất là an toàn. Và cửa chính của căn nhà mình thì sẽ là cửa sắt 4 cánh ha, được kết hợp với kính cường lực nè, cũng mở ra cũng rất là rộng rãi và an toàn cho nhà mình luôn. Và mặt tiền ở ngoài thì bức tường của mình cũng được lát gạch với những cái vân đá cũng rất là đẹp và sạch sẽ, bảo vệ tường mình được lâu dài, không bị hư hại ha. Và phía sau cánh cửa chính thì sẽ là phòng khách của gia đình mình, thì có diện tích khoảng 25m² và dưới nền thì sẽ được lát gạch bóng kính, có những vân đá nhẹ nhàng. Và bức tường bên này thì gia chủ cũ thì có sơn cho mình một cái màu xanh ha, rất là mát mẻ luôn. Và trên trần thì sẽ là trần thạch cao giật cấp và có được thiết kế cũng khá là đơn giản với những cái đèn led đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho phòng khách của mình thôi. Và phía bên này thì mình đã có dây điện nè để mình gắn cái thiết bị điện khác như là tivi, đầu máy cũng như là đèn quạt thêm. Và ở dưới phía dưới chân cầu thang thì vẫn còn trống nên gia đình mình có thể tự do thiết kế làm cái tủ gỗ để làm nhà kho, hoặc là mình làm cái cửa kính để mình trưng bày những cái vật phẩm xinh đẹp, những vật phẩm lưu niệm của gia đình mình ha, để khoe ra ngoài chẳng hạn, để trưng bày cho tô điểm thêm cái phòng khách của mình.
Và phía trong này thì mình sẽ có đường cầu thang dẫn lên lầu. Thì đường cầu thang ở đây thì được thiết kế cũng khá là đơn giản và hiện đại. Toàn bộ là vách kính và tay vịn là bằng gỗ, và cũng như là những cái bậc thang lên là đều lát đá cho mình hết. Rất là an toàn luôn ha. Và phía ngoài đường hành lang thì cũng rất là rộng rãi luôn, đến 1m2 ha. Đi rất là thoải mái, cũng như là mình bưng bê đồ đạc cũng không sợ vướng víu luôn. Và kế bên đường cầu thang thì có được cái phòng ngủ ở dưới. Ở đây thì toàn bộ phòng ngủ của mình thì được làm bằng gỗ, rất là dày, rất là nặng ha, chắc chắn, xài rất là bền bỉ cũng như là cách âm tốt nè. Và phòng này thì có diện tích khoảng 10m2 và đã được trang bị cho mình đèn chiếu sáng, đèn ngủ cũng như là có cửa sổ lù cho mình luôn nè, rất là dễ sử dụng ha, và thông thoáng cho căn phòng của mình, có cái ô cửa trên để thông gió luôn. Và phía bên này thì tận dụng cái không gian ở dưới cầu thang thì mình gắn một cái tủ cố định ở đây luôn để mình có thể treo được quần áo, cất được quần áo rất là tiện lợi ha. Ở đây mình có thể để được vừa một cái tủ nè, một cái giường ở kế bên, nó rất là thuận tiện cho mình, đầy đủ cho mình có thể sinh hoạt được dễ dàng. Và đi phía sau ở phòng ngủ này thì mình có được không gian bếp rất là rộng luôn ha. Diện tích phần lớn của căn nhà này thì thấy là tập trung hết ở phòng bếp của mình. Ở đây thì mình có một cái kệ bằng nhôm được cố định ở trong bức tường của mình, được trang trí cũng khá là đẹp. Và phía bên này thì mình có lavabo để ở ngoài. Và cái kệ này thì đã được trang trí đèn nè. Và mình có thể để những cái chai rượu, những cái đồ đạc linh tinh ở phòng bếp để ở đây cũng rất là tiện. Thêm một cái không gian để mình có thể có không gian để có chỗ để mình để đồ, có thể sử dụng cho thoải mái. Và đây thì ở dưới này thì mình có cái nhà vệ sinh cũng khá là rộng rãi ha. Tường thì được ốp gạch nè, và đầy đủ các thiết bị tiện nghi cho mình. Cửa thì là cửa nhôm ha. Còn phía bên này là không gian bếp. Không gian bếp thì mình đã có tủ trên và tủ dưới bằng gỗ rồi, rất là chất lượng luôn. Nhìn tủ thì rất là xịn luôn ha. Và cũng thấy là cũng khá là đầy đủ cho mình sử dụng rồi. Và ngoài đây có một cái không gian trống, mình có thể để các bạn ăn cơm ở đây ha. Cũng rất là thoải mái. Và bên này thì mặt bếp của mình cũng được lát đá rồi, và bồn inox 304 2 ngăn cũng đầy đủ cho mình sử dụng. Nhà đã có chủ ở rồi nên là những cái vật dụng trong nhà cũng khá là đầy đủ, đảm bảo đầy đủ công năng cho mình có thể sinh hoạt được dễ dàng hơn. Và phía sau nhà này thì mình có một cái không gian nhỏ để mình có thể phơi đồ nè, để máy giặt cũng như là để xe máy ở đây. Mình có một cái hàng rào cũng rất là chắc chắn ha. Không gian này thì rất thuận tiện, mình có thể đi cửa trước hoặc cửa sau đều được hết. Và hoặc là mình làm cái giường rau ở đây cũng rất là đẹp luôn. Phía sau này thì cũng tương tự như phía trước, là có đường nhựa 6m và lề 1m5. Và ở kế bên này là tiệm tạp hóa của mình nè. Rất là thoáng luôn ha. Ở đây nhà thì rất là thoáng, trong một cái khu phố rất là đẹp luôn. Như gia đình mình thấy là đây là một cái khu phố cực kỳ đẹp ha, xanh sạch đẹp cho mình. Mình về đây sống thì cũng rất là vui luôn. Một cái khu phố cực kỳ thoáng mát, rộng rãi, có rất là nhiều cây xanh, và khí hậu thì cực kỳ trong lành. Và vừa rồi thì gia đình mình đã xem xong cái tầng trệt của căn nhà ngày hôm nay. Thì em xin tóm tắt lại để gia đình mình có thể dễ dàng nắm là tầng trệt mình thì sẽ có sân trước, sân sau, có phòng khách, phòng bếp, có phòng ngủ dưới, và có diện tích là ngang 4 và 20. Và sân trước sân sau của nhà mình đều có đường nhựa 6m và lề 1m5, ở trong một cái khu phố đường thông với nhau, và rất là khu phố cực kỳ an ninh và không khí cực kỳ trong lành luôn. Và hiện tại là mình còn một cái tầng lầu nữa. Nếu anh chị nào, gia đình nào mình yêu thích căn nhà này thì mình hãy điện thoại ngay cho em qua số điện thoại em để trên màn hình để được đi xem nhà, được trải nghiệm cái khu phố này, cái khu vực này gần sát bên chợ Cầu Tràm ha. Mình đi chợ mỗi sáng, mình có thể tản bộ đi chợ cũng rất là thoải mái luôn. Hoặc là mình có ý kiến bình luận như thế gì thì mình có thể để lại dưới bình luận ở bên dưới, thì em sẽ tiếp thu ý kiến của mình cũng như là trả lời những cái thắc mắc của gia đình mình ha. Còn bây giờ thì em xin mời cả nhà mình đi lên trên tầng 1 để tham quan thêm. Đây là không gian trên lầu của mình ha. Trên lầu của mình thì sẽ có 3 phòng ngủ. Và ở ngay chỗ đường cầu thang thì mình đã lau phông rồi rất là kỹ càng rồi. Và chừa cho mình một cái ô để mình có thể có được ánh sáng tự nhiên như là một cái giếng trời. Và ở đây thì mình có 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Thì đây là phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu.
thì có diện tích khoảng là 12 m², và ở phía tường này mình sơn một cái màu xanh rất là mát luôn, và trần rất là cao, được lau phông cho mình luôn. Ở đây có đèn ngủ nè, đèn chiếu sáng đầy đủ, và cũng như là cửa gỗ đồng bộ với toàn bộ cái phòng ngủ của trong nhà mình. Và phía sau cái phòng ngủ này thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh cũng khá là rộng rãi và rất là hiện đại ha. Có ngăn giữa một bên là để tắm và một bên là vệ sinh. Rất là theo cái xu hướng hiện giờ luôn. Tường cũng toàn bộ là ốp gạch cho mình, rất là sạch sẽ. Và phía sau cái nhà vệ sinh đó sẽ là một cái phòng ngủ có diện tích khoảng 15 m². Và ở đây cũng có một bức tường sơn màu xanh cho mình rất là mát mẻ luôn. Và có một cái cửa sổ cực lớn để thông thoáng được không khí và ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Nhà mình thì rất là cao trần ha, rất là thoáng mát. Trần ở đây thì được lau phông rất là kỹ. Và hiện tại là bây giờ mình sẽ ra một cái phòng ngủ cuối cùng của nhà mình. Thì đến đây thì gia đình mình đã xem được 4 phòng ngủ rồi. Nhà mình có tổng cộng là 4 phòng ngủ ha. Có một cái phòng ngủ ở dưới. Và cái phòng ngủ này thì rất là lớn, khoảng là 20 m². Và ở đây vừa có cửa sổ nè, vừa có ban công rất là thoáng luôn. Rất là rộng rãi, có đủ không gian để một gia đình nhỏ mình có thể sinh sống, sinh hoạt ở đây. Và như đồng bộ với các phòng ngủ khác, mình có một cái bức tường sơn màu xanh rất là mát mẻ. Và có điểm nhấn trong phòng mình, tạo cái không gian của mình thêm màu sắc ha. Và bước ra ngoài ban công ngoài đây thì mình sẽ thấy được cái khu phố của mình được rõ hơn. Rất là đẹp luôn, được xây đồng bộ với nhau, rất là thông thoáng và sạch sẽ. Một khu phố xanh sạch đẹp. Và em xin tổng kết lại, căn nhà của mình ngày hôm nay thì nằm ở vị trí sát bên chợ Cầu Tràm, gần bên khu đô thị 562, rất là sầm uất. Đường xá toàn bộ ở đây xung quanh đây là đường thông và đường nhựa. Và trên sổ hồng riêng của mình thì được thể hiện là đường 6m và lề 1,5m. Mặt trước và mặt sau của mình luôn, cửa chính của nhà mình là ở hướng Bắc. Và có nhà diện tích là ngang 4m, dài 20m. Và có phòng ngủ dưới và 3 phòng ngủ trên, có 2 nhà vệ sinh. Và có sân trước sân sau cho mình luôn. Và giá của căn nhà là 2.250.000.000. Em xin chào và hẹn gặp lại với gia đình mình trong những căn nhà tiếp theo.